trời thương Phật độ, tuổi Mậu Ngọ, sinh năm 1978, bước sang tháng 8 âm lịch năm Quý Mão 2023, được thần tài mở kho ban cho lộc lớn, chớp được vận may, trúng số bất ngờ, đổi đời đại gia, trả sạch nợ nần, giàu lên nhanh chóng. Minh Đình Tử Vi hoan hỉ chào đón quý anh chị tuổi Mậu Ngọ đã quay trở lại với chuyên mục Tử Vi 12 con giáp. Mến chúc quý anh chị luôn mạnh khỏe, giàu có và thành công hơn nữa trong cuộc sống của mình. Mới đây nhất, khi xem lá số tử vi của 12 con giáp trong tháng 8 âm lịch năm Quý Mão 2023, bất ngờ thần đồng tiên tri Ấn Độ đã tiết lộ rằng quý anh chị tuổi Mậu Ngọ sinh năm 1978, mệnh thiên thượng hỏa là một trong những con giáp cực kỳ là may mắn, vận trình như cá chép hóa rồng, được nhiều cát tinh cao chiếu mà ăn nên làm ra, tiền tài như ý, lộc lá đầy nhà. Vậy vận trình của quý anh chị tuổi Mậu Ngọ diễn ra trong tháng 8 âm lịch tới đây như thế nào? Làm sao để giải hung hóa cát? Làm sao để đón nhiều vận may đến với mình? Thì ngay sau đây, xin mời quý anh chị tuổi Mậu Ngọ cùng theo dõi luận giải nội dung chi tiết. Tiên tri tiết lộ chính xác 100% tuổi Mậu Ngọ sinh năm 1978, vượt qua khổ ải, tránh mọi tai ương, thần Phật thương tình, cát tinh cao chiếu, vận số cực may, cực đỏ, ăn nên làm ra, trúng số liên tiếp, trả sạch nợ nần, ôm tiền tỷ về nhà, đúng tháng 8 âm lịch năm Quý Mão 2023, nếu như biết được bí mật này. Đầu tiên, xét cung mệnh tính cách tuổi Mậu Ngọ, sinh năm 1978. Những người tuổi Mậu Ngọ biết cách tổ chức, làm việc theo một kỷ luật nghiêm ngặt nhất định, họ thà mất thêm thời gian để làm việc chất lượng, chứ không có làm nhanh ẩu đoảng. Tuy nhiên, nhược điểm thường thấy ở những người sinh năm 1978 đó là không chịu quyết đoán, họ thận trọng trong suy nghĩ và hành động. Điều này là rất tốt, nhưng lại khiến cho họ trở nên do dự, không dứt khoát để đưa ra quyết định cuối cùng. Người sinh năm 1978 rất tốt bụng và có bản tính thật thà, luôn sẵn sàng giúp đỡ mọi người và sẵn sàng bỏ qua lợi ích của bản thân. Mậu Ngọ rất biết cách tổ chức công việc và sắp xếp mọi việc một cách khoa học để thực hiện một cách hiệu quả và chất lượng nhất. Họ là người hoạt bát và có khả năng nắm bắt mọi việc rất nhanh chóng. Những người sinh năm 1978 có tính tình phóng khoáng, nên các mối quan hệ rộng rãi và có rất nhiều bạn bè. Họ được mọi người yêu quý, được bạn bè tin tưởng và trân trọng bởi sự chân thành, không vụ lợi, luôn sẵn sàng chi cho bạn bè mà không tính toán hơn thua. Người tuổi Mậu Ngọ bản mệnh mang tử vi tinh, bên mình luôn có quý nhân phù trợ, tài lộc cực tốt, không phải lo lắng chuyện cơm áo gạo tiền. Người này tính cách vui tươi, lạc quan yêu đời, nên dù có gặp những vướng mắc, trở ngại nhỏ trên đường đời thì họ cũng hoàn toàn không để tâm mà vẫn giữ thái độ sống rất tích cực. Tuy nhiên, số mệnh của con giáp này lại xuất hiện cả quan quỷ tiểu nhân nên không tránh khỏi vấp váp, khó khăn. Song nhìn tổng thể thì vẫn thế người tuổi Mậu Ngọ vẫn rất tốt, không bị ảnh hưởng nhiều. Thời còn trẻ tuổi Mậu Ngọ thích đi du lịch ở khắp mọi nơi để khám phá, trải nghiệm những điều mới lạ, họ ít dành thời gian cho gia đình mình. Bởi sự hấp dẫn, thú vị của cuộc sống bên ngoài, bởi vậy họ sớm trưởng thành và tự lập hơn, biết tự chăm lo cho cuộc sống của gia đình mình. Tính cách của người này có phần hoang dã, yêu thiên nhiên và thích hưởng thụ cuộc sống tự do cùng những người bạn của mình. Khi trưởng thành họ có nhiều ước mơ, hoài bão và quyết tâm xây dựng cho mình một sự nghiệp vững chắc. Dù có trải qua bao nhiêu khó khăn, gian nan, thử thách, ý chí của tuổi Mậu Ngọ vẫn không bị mai một. Ngược lại, họ càng quyết tâm cố gắng, phấn đấu để đạt được những gì mình mong muốn. Bản mệnh thích những nơi đông người và luôn có mặt trong những buổi sự kiện quan trọng. Họ rất tự tin và cởi mở và đó là lý do tại sao tuổi Mậu Ngọ lại có nhiều mối quan hệ rộng rãi. Trước đám đông, họ thu hút được sự chú ý của mọi người nhờ tài năng giao tiếp khéo léo và phong cách thời trang độc đáo của mình. Họ hầu hết là những nhân viên bán hàng xuất sắc nhất. Bản chất lạc quan và thể chất mạnh mẽ của họ kết hợp với một cách nhìn nhạy bén. Họ luôn nghĩ ra những ý tưởng mới. Họ thích giúp đỡ bất cứ ai và bất cứ điều gì trước mắt mình, bao gồm cả việc yêu thương bản thân mình. Người này đa số sẽ làm một công việc tốt, họ muốn thành công, đừng bao giờ đánh giá thấp sức mạnh của một người cầm tinh con ngựa, họ là những người độc lập trong cuộc sống, không bao giờ dựa dẫm, ỷ lại vào bất cứ ai, bất kể là việc gì, dù đơn giản hay phức tạp, tuổi Mậu Ngọ đều là người đầu tiên hoàn thành nhiệm vụ. Họ rất coi trọng danh dự, chữ tín của bản thân, bởi vậy khi được giao phó bất cứ trọng trách nào, người này đều cố gắng hết mình để hoàn thành. Vì đức tính của Thái Dương là quang minh, lỗi lạc nên họ rất thẳng tính, sống ngay thẳng,
đường đường chính chính, trực tính nên cũng rất nóng tính, rất ghét việc mờ ám, khuất tất và tốt hơn hết, đừng nên giấu họ bất cứ chuyện gì. Vì khi đó bạn tự tách bạn ra khỏi danh sách bạn bè của họ, tuy họ khá nóng tính nhưng thường độ lượng, hào phóng, những người tuổi Mậu Ngọ rất nhiệt tình. Họ sẵn sàng giúp đỡ nếu như được nhờ vả, giúp đỡ người khác một cách vô tư, không hề toan tính lợi ích, không hề về tư lợi cá nhân. Tuy là giúp đỡ không tính toán tới lợi ích, nhưng họ thường tính toán với kết quả, tính khả thi của công việc. Vì là người của lý trí trí tuệ, nên việc nghiên cứu tới mức độ khả thi và sự thành công đối với họ không thể tách rời. Nếu như việc bạn nhờ họ giúp mà sai trái hoặc không có khả năng thành công, chắc chắn họ chỉ dừng lại ở mức độ an ủi, động viên bạn thôi. Họ là người hào phóng, thích tự do tự tại, ưa mạo hiểm, thích một cuộc sống có nhiều đổi thay. Vì thường xuyên tìm kiếm những cảm giác mới, nên họ cũng là những người thích trêu chọc mọi người để tạo nên sự vui tươi, hòa đồng. Người tuổi Mậu Ngọ vốn nhiệt tình, hào phóng và độ lượng, có uy tín với bạn bè, họ thích những gì đẹp đẽ và thường chọn những bộ trang phục, trang sức cầu kỳ, thu hút được sự chú ý của mọi người. Họ luôn muốn mình trở thành người có phong cách và cá tính độc đáo trong mắt mọi người. Theo năm tháng cuộc đời, Mậu Ngọ lớn lên không chấp nhận tầm thường, nên Mậu Ngọ mới mưu cầu thành công thành tựu, mưu cầu công danh sự nghiệp, vậy nên không có gì là sai. Khi Mậu Ngọ vấp ngã, gặp khó khăn khi tiếp xúc với công nghệ, hãy tự hào cho những đoạn khó khăn mà bạn đã trải qua, cái đoạn mà bạn cho rằng bạn sẽ không thể vượt qua nổi. Bạn từng chẳng có gì, bạn chỉ từng có sự tự tin vô căn cứ vào bản thân và vô hạn tư duy, cùng nỗ lực chăm chỉ mà bạn còn làm được đến vị trí ngày hôm nay. Những năm qua đi với Mậu Ngọ là sự chông gai, những thử thách, những mỏi mệt, năm của những vỡ òa trong tỉnh ngộ, bất lực có, lạc quan có, bi quan có, hy vọng có, thất vọng cũng có, đau đớn cũng có, mệt mỏi cũng nhiều, mà cuối cùng đọng lại là sự thản nhiên trước mọi sự. Nên thay vì ngẫm nghĩ đầu năm tới giờ không được việc, cũng chẳng thuận hành, hãy thử bắt đầu sốc lại tinh thần, lên lại nhiệt huyết, rồi mạnh dạn mà bước chân vào cái đoạn xây dựng lại mọi điều. Như cái câu, sông sâu tĩnh lặng, lúa chín cúi đầu. Vậy nên, nếu bảo một Mậu Ngọ sống một đời đủ là được, thì sẽ rất khó, không quen cụt sứt mẻ, không thiểu năng trí tuệ, có trình độ, có năng lực, có tư duy, tại sao lại không đáng có thành quả, tại sao lại không sớm có một cuộc nhân sinh rực rỡ nhiều màu, biết dùng người, biết kiên định, thương người cần thương, bỏ người cần phạt, không cả nể, không nhân nhượng, không ôm đồm những kẻ không xứng đáng đồng hành dài lâu. Mậu Ngọ, cái chất cuồng vẫn còn đấy, cái kiên ngông vẫn tồn tại, chỉ là thay vì nổi quần quật như thủy triều lên, thì lặng thinh ở phía dưới, tích tụ và niềm nhiên. Thị phi, hiểu nhầm, hay tranh cãi, điều tiếng là thứ tự nhiên với bạn, đều như hít thở, ăn uống mỗi ngày, nên thay vì bận tâm, muộn phiền, hay suy nghĩ thanh minh vì nó, hãy cứ điềm nhiên mà chấp nhận. Hãy nhớ rằng, khi bạn muốn leo lên người khác, ắt lắm kẻ sẽ phiền lòng. Thay vì tập trung vào vấn đề nhỏ, hãy để sức lực, trí lực mà tập trung giải quyết câu chuyện công việc của chính mình. Trong công việc, Mậu Ngọ có thể một mình đảm nhận nhiều công việc mà không hề biết mệt mỏi, họ rất năng động và nhiệt tình. Người sinh 1978 thích hợp với những công việc của một nhà đầu tư, kinh doanh, bất động sản, thư ký, phóng viên, nhiếp ảnh, những ngành đó sẽ giúp họ phát huy tối đa tài năng đam mê và sở thích của mình. Nếu như trở thành chủ kinh doanh, tuổi Mậu Ngọ sẽ gặt hái được nhiều thành công lớn, tư duy logic và con mắt nhìn xa trông rộng, giúp họ có những đánh giá chính xác về nhu cầu thị trường, từ đó phát triển những mặt hàng đem đến lợi ích cho mình và cho mọi người xung quanh. Người này có khả năng quan sát và lập kế hoạch rất tốt, làm khá cẩn trọng công việc của mình và rất nghiêm túc. Cá tính của họ khá đa dạng và đây chính là điểm thu hút sự chú ý của mọi người nhiều nhất. Vì vậy, họ có thể thử nghiệm trong nhiều công việc khác nhau để tích lũy thêm nhiều kiến thức, kỹ năng chuyên ngành. Sức mạnh của hỏa khiến cho người này luôn có sự kết hợp chặt chẽ giữa lời nói và việc làm. Mậu Ngọ luôn coi trọng hiệu quả công việc và thường hoàn thành nhanh chóng nhiệm vụ mà cấp trên giao khó. Tuy nhiên, họ lại thích một công việc có nhiều thay đổi và biến động mà không bị người khác chi phối. Vì vậy họ sẽ cố gắng tìm kiếm nhiều thử thách mới. Công việc càng ngày càng có nhiều thử thách thì họ càng có hứng thú hơn. Lời khuyên cho người tuổi Mậu Ngọ là cần chú ý để không tiếp nhận những việc nằm ngoài khả năng của mình. Nếu không sẽ khó tránh khỏi thất bại. Nhìn chung, nếu được sao tốt tương trợ, người tuổi Mậu Ngọ mệnh hỏa cho dù không trở thành những nhà lãnh đạo quyền cao, chức trọng thì cũng sẽ trở thành những doanh nhân nổi tiếng. Nếu gặp phải sao xấu trong cung mệnh thì rất có thể họ sẽ rơi vào cảnh tha hương hoặc nhiều chuyện thị phi trong gia đình, bản chất quang minh, chính đại và nhân sinh quan cống hiến, nên tuổi Mậu Ngọ thích hợp với lĩnh vực công quyền, cung cấp các dịch vụ công cho cộng đồng, là biểu tượng của sự sáng suốt,
hào quang, nên công tác giáo dục, dạy dỗ học sinh mang lại niềm tin, tri thức là một thế mạnh bền vững của họ. Vận mệnh của tuổi Mậu Ngọ, sinh năm 1978, gặp được nhiều may mắn. Về vấn đề tiền bạc, họ có thể tự lực cánh sinh tạo dựng được sự nghiệp cho mình. Thời kỳ tiền vận và hậu vận sẽ phải trải qua nhiều cực khổ và vất vả, hậu vận được sống sung túc. Tiền nong của họ thường không thiếu vì khả năng làm việc, trau dồi bản thân không biết mệt mỏi của tuổi Mậu Ngọ, nên họ ngày càng kiếm được nhiều tiền. Có người từng nói, muốn trở thành người giàu có thì đừng vội nghĩ đến tiền, bởi vì thế những cống hiến vô tư, hết mình của họ luôn được đền đáp xứng đáng. Đối với vật chất họ không quá coi trọng, thường hào phóng giúp đỡ nhiều người, thực đúng là ông chủ của đồng tiền, họ coi trọng chân lý sống, tình cảm hơn là vật chất. Khi thực sự thờ ơ với tiền, thì tiền lại chảy về túi, bản chất ánh sáng và hào quang vốn dĩ đã quyền quý, sang trọng, nên họ ham cuộc sống với tinh thần và coi trọng thượng tầng hơn là vật chất thông thường. Tiếp theo hãy cùng luận giải ý nghĩa dân gian của tháng 8 âm lịch. Theo lịch vạn niên, tiết Bạch Lộ bắt đầu từ ngày mùng 7, mùng 8 tháng 9 và kết thúc vào ngày 23 tháng 9 dương lịch hàng năm, tức là khoảng tháng 8 âm lịch. Ngày đầu tiên diễn ra tiết khí này được gọi là ngày Bạch Lộ. Bạch Lộ là thời điểm có độ chênh lệch nhiệt độ ngày và đêm lớn nhất trong năm, mọi người có thể cảm nhận rõ ràng sự biến hóa của thời tiết. Bước vào tiết Bạch Lộ, trời đất bắt đầu xuất hiện sương mù, những hạt hơi nước, những hạt móc ngưng tụ vào ban đêm và sáng sớm. Sáng và đêm nhiệt độ giảm nhanh, khiến hơi nước ngưng tụ kết thành sương, đọng trên cỏ cây, nhà cửa, còn ban ngày vẫn có nắng nóng, thời tiết ấm áp. Sau tiết Bạch Lộ là tháng 8 âm lịch, tháng 8 âm, ứng với quẻ phong địa quán, quẻ này có hai hào dương ở trên, bốn hào âm ở dưới, hào dương tượng trưng cho quân tử, các bậc lão thành, hào âm tượng trưng cho tầng lớp thấp, người trẻ tuổi, người trên nêu gương mẫu mực cho kẻ dưới noi theo, ấy là một điều tốt. Hơn nữa, quẻ thượng là quẻ phong, quẻ hạ là quẻ địa, gió thổi trên mặt đất là tượng của đạo đức, lẽ phải, mẫu mực, nghĩa nhân, được lan truyền mọi nơi, quẻ này là một quẻ cát lợi. Tuy nhiên khí âm rất thịnh, nên sau tiết Bạch Lộ nhiều người cần đề phòng bệnh tật các chứng nhiễm lạnh, cảm phong hàn. Tiết Bạch Lộ rơi vào tháng 8 âm lịch là tháng Dậu, tháng mùa thu có kim khí cực vượng, nên những người sinh tháng này, trời phú cho khí chất cứng cỏi, kiên cường, quả quyết dứt khoát, ý nghĩa thông minh và đoan chính, nhiều người có dung mạo tú lệ, khôi vĩ và tuấn tú. Đối với những người có đặc điểm mệnh lý khuyết kim, khí cần có kim bổ trợ để cân bằng ngũ hành trong tứ trụ, vì đây là khoảng thời gian vượng vận, nhờ được bổ kim, nên họ sẽ có ổn định về sức khỏe, vững vàng về tâm lý, trí tuệ thông thái, mẫn tiệp, hành động quyết đoán, sự nghiệp thuận lợi, công danh tài lộc đều có thu hoạch tốt. Tâm tình đối với con người đặc biệt quan trọng, vì lẽ đó mà tiết Bạch Lộ là thời điểm tu tâm dưỡng tính cực kỳ thuận lợi. Nhà Phật cho rằng, dưỡng sinh trong tiết Bạch Lộ chính là nuôi dưỡng tinh thần, từ đó cải thiện sức khỏe. Mùa thu thường khiến tâm trạng của con người ta buồn rầu. Thế nhưng đây cũng là mùa thu hoạch, cảnh sắc lãng mạn khi tới mùa thay lá trong sắc vàng thu, cần hướng tới thưởng thức phong vị mùa thu hơn là suy nghĩ. Đông tàn thì tâm tính ôn hòa, thu lại thần khí, nên duy trì thái độ tích cực là cơ sở để chiến thắng tâm lý bi quan. Đồng thời vấn đề ẩm thực, rèn luyện cần chú trọng hơn thì hiệu quả dưỡng sinh sẽ cao hơn. Trong những ngày thu của tiết Bạch Lộ, hãy tích cực cho ánh sáng tự nhiên chiếu rọi vào nhà, có thể tăng cường tinh thần tích cực, tiêu trừ cảm giác hậm hực, ngột ngạt u buồn. Khi tâm tình buồn lo, hãy nhấp một chút cà phê hoặc trà nóng, ăn chuối tiêu, bạc hà để hưng phấn hệ thần kinh, xua tan cảm giác đau lòng. Mùa thu cũng là thời điểm âm thịnh dương suy, cơ thể cần được cung cấp chất dinh dưỡng từ các loại thịt, đậu, đồ ngọt cũng có tác dụng làm tăng lượng đường trong máu, kích thích sức sống giảm bớt u buồn. Ngoài ra vitamin B cũng có thể điều tiết tinh thần, thường xuyên ra ngoài tận hưởng không khí trong lành thoáng đãng cũng là cách dưỡng sinh phù hợp trong tiết Bạch Lộ. Các hoạt động như tản bộ, chạy bộ, chơi thể thao, tập thể dục không chỉ tăng cường sức khỏe mà còn giúp tinh thần phấn chấn, sung mãn, giải phóng năng lượng, thả lỏng tinh thần, nghe các bản nhạc thiền hoặc nhạc du dương có tác dụng an tâm, tĩnh thần, hun đúc tình cảm tích cực trong con người. Thời điểm buồn bực hãy thả lỏng và nghe một khúc nhạc tự nhiên, bao nhiêu tiêu cực sẽ bay đi hết, tâm hồn lắng lại bình an hơn, đây cũng là một cách dưỡng sinh trong tiết Bạch Lộ rất tốt. Dựa theo góc độ dưỡng sinh trong tiết Bạch Lộ, qua tiết Bạch Lộ thì táo khí sẽ dần thịnh lên, táo sẽ tổn thương phổi. Lúc này nên ăn nhiều thức ăn tư âm nhuận phế như lê, nhãn, hoa bách hợp, mía ngọt, khoai sọ, củ cải trắng, nấm tuyết. Ngoài ra, vào tiết Bạch Lộ cũng thích hợp ăn cháo, nấu cháo hay gạo nếp với các nguyên liệu có thể kiện tỳ vị, bổ trung khí, phòng thu táo. Các món như hạt sen hầm với hoa bách hợp,
súp nấm tuyết cầu kỳ, hạt sen táo tàu, cháo củ ấu với nhân ý dĩ, vân vân đều rất thích hợp. Vậy tử vi tuổi Mậu Ngọ trong tháng 8 âm lịch biến động như thế nào, vận trình thay đổi ra sao? Mời quý anh chị cùng Minh Đường tử vi luận giải ngay sau đây. Thứ nhất, xét về phương diện sự nghiệp, tuổi Mậu Ngọ, tháng 8 âm lịch năm 2023. Bước sang tháng 8 âm lịch, người tuổi Mậu Ngọ đón khá nhiều tin tích cực sau bao ngày ngóng trông, cát vận tăng tiến nhanh chóng, hung vận đã lùi xa, trả lại cho bản mệnh sự tự tin và cảm giác nhẹ nhõm nhờ chính những nỗ lực bền bỉ trước đó của mình. Tam hợp cục xuất hiện, kết hợp với các tinh chính quan, con giáp này đang dần lấy lại tinh thần và xoay chuyển tình thế một cách ngoạn mục, theo hướng có lợi cho mình. Các vấn đề trong công việc được xử lý ổn thỏa, chẳng những vậy, nguyệt lệnh lâm mộc dục còn mở ra nhiều mối nhân duyên tốt đẹp cho con giáp này, đặc biệt là các mối quan hệ rất rộng lớn nên không chỉ tốt cho chuyện tình cảm mà còn hữu ích ở cả phương diện sự nghiệp. Theo đó, con giáp này sẽ gặp được quý nhân trợ lực, đồng nghiệp yêu mến, cấp trên, tin tưởng, hiệu suất làm việc nâng cao hơn hẳn, bạn có thể chinh phục được những nấc thang quan trọng trong thời gian này. Một khi đã hạ quyết tâm, bạn sẽ làm cho bằng được nhờ vào chính nỗ lực của bản thân cộng thêm đôi chút may mắn từ vận trình. Đây chính là thời điểm để bạn tỏa sáng, làm mọi điều mình muốn hoặc ấp ủ từ lâu, tỷ lệ thành công rất cao. Công việc trong tháng tiến triển suôn sẻ, làm gì cũng có đầu có cuối, sự nỗ lực được quy đổi bằng thành quả xứng đáng. Dù là người làm công ăn lương hay làm tự do và đều hài lòng với những gì đã đạt được. Việc ký kết hợp đồng, tiến hành giao dịch lớn nhỏ trong tháng đều diễn ra khá thuận lợi, đầu xuôi đuôi lọt, mang về cho bạn không ít lợi nhuận. Tình hình kinh doanh buôn bán ngày càng khả quan, tháng này doanh thu có thể bù cho cả 2, thậm chí là 3 tháng trước. Theo đó, ngay từ đầu tháng, bạn cần lên kế hoạch kinh doanh, càng chi tiết càng tốt, mọi nỗ lực sẽ được đền đáp và việc bạn làm đều được ghi nhận cũng như đánh giá xứng đáng. Nếu đang muốn thực hiện việc gì đó quan trọng thì có thể chọn thời điểm này để tiến hành. Những khó khăn ban đầu do ngũ quỷ hung tinh quấy phá có thể khiến bạn lung lay ý chí nhưng cuối cùng vẫn thực hiện được. Tinh thần phấn chấn, hăng hái cũng khiến bạn sẵn sàng mở lòng với mọi người, luôn biết lắng nghe, chịu khó tích lũy kiến thức, học thêm từ những người đi trước để càng ngày càng hoàn thiện bản thân. Hơn thế nữa, những chú ngựa còn không ngần ngại giúp đỡ mọi người xung quanh khi có thể, sự nhiệt tình khiến bạn được nhiều người yêu mến, đồng nghiệp sẵn lòng giúp đỡ bạn khi cần thiết. Nhìn chung tháng mới cùng nhiều cơ hội mới mở ra cho con giáp tuổi Mậu Ngọ, đây là thời điểm tuyệt vời cho những ai đang ấp ủ những dự án mới thì nay đã có thể bắt tay vào hành động. Cứ vững tin bắt đầu bằng những bước nhỏ, nhưng chắc chắn, theo thời gian, hứa hẹn bạn sẽ bước lên những nấc thang cao hơn, ngồi ở vị trí vững chãi hơn. Xét về phương diện tài lộc, tuổi Mậu Ngọ, tháng 8 âm lịch năm 2023. Tài lộc của người tuổi Mậu Ngọ trong tháng 8 vô cùng vượng phát, một lần nữa khẳng định rằng may mắn đang đứng về phía con giáp này, bạn sẽ nảy ra nhiều ý tưởng kinh doanh vô cùng thuận lợi. Những người làm công ăn lương có thể sẽ được tăng lương hay tăng thưởng bởi những thành quả mà bạn đạt được trong khoảng thời gian này. Với những bạn làm ăn kinh doanh thì đây là một tháng khá bận rộn, với những đơn hàng tấp nập bay về, hàng hóa lưu thông trơn tru, lợi nhuận tăng tiến nhanh chóng, tháng này bạn gặp nhiều may mắn về tiền bạc, ký kết hợp đồng, tiến hành giao dịch lớn nhỏ đều diễn ra suôn sẻ, nó mang tới cho bạn không ít hoa hồng bỏ túi, tiền bạc cứ gọi là rủng rỉnh, chi tiêu không cần phải nghĩ. Có điều, bạn vốn có lối chi tiêu hào phóng nên thường không tích lũy được nhiều, nhưng mọi thứ có thể thay đổi. Khi chính bạn thay đổi, học cách chi tiêu tiết kiệm, bạn sẽ thấy mình luôn chủ động được về tiền bạc mà không bị nó điều khiển. Đặc biệt, với sự hậu thuẫn của cục diện tam hợp, con giáp này tìm được nhiều mối làm ăn tiềm năng, cũng biết cách duy trì các mối quan hệ lâu năm để có nguồn thu nhập ổn định cho bản thân. Bạn có thể tranh thủ dịp này để tăng các kênh quảng bá cho sản phẩm của mình, nhằm thu hút thêm nhiều đối tượng khách hàng thì việc buôn bán sẽ còn rực rỡ hơn. Có điều cẩn thận khi ngũ quỷ hung tinh rình rập, bản mệnh cần rà soát hợp đồng, giấy tờ, văn bản, pháp lý thật kỹ càng, tránh phạm sai lầm, nhẹ thì bỏ tiền túi đền bù thiệt hại, nặng thì dính dáng tới pháp luật, kiện tụng. Xét về phương diện tình cảm gia đạo, tuổi Mậu Ngọ, tháng 8 âm lịch năm 2023. Tuổi Mậu Ngọ âm lịch nhận định rằng nhờ nguyệt lệnh lâm mộc dục mà đời sống tình cảm của bạn sẽ có nhiều tín hiệu đáng mừng. Bản mệnh sẽ có khoảng thời gian rất thú vị và ngọt ngào bên cạnh những người thân yêu nhất của mình. Nhân duyên khởi vượng phơi phới, thúc đẩy tình cảm lứa đôi ngày càng tốt đẹp. Đây chính là thời điểm lý tưởng để người độc thân mở rộng mối quan hệ xã giao, chủ động kết bạn hoặc bày tỏ tình cảm nếu đã có đối tượng trong lòng.
Khả năng cao bạn sẽ gặp được những người trong mộng ở tình huống vô cùng bất ngờ, nhưng đã là nhân duyên thì chẳng thể nói trước được điều gì. Các cặp đôi trong giai đoạn mặn nồng có thể tính tới chuyện hôn nhân đại sự, quan trọng là cả hai đã cùng nhau trải qua nhiều chuyện buồn vui bên nhau. Nhưng tình cảm ngày càng đong đầy chứ không hề sứt mẻ, đây chính là nền tảng để xây dựng hôn nhân vững chắc. Cuối cùng là phương diện sức khỏe, tuổi Mậu Ngọ, tháng 8 âm lịch năm 2023. Xem lịch vạn niên, nhìn chung sức khỏe của tuổi Mậu Ngọ bình ổn trong tháng 8 âm lịch này, có điều xung khắc sức lực hư hao, khó tránh khỏi tình trạng mệt mỏi, uể oải, khó tập trung làm việc. Tuy nhiên, nếu biết cân bằng thời gian làm việc và nghỉ ngơi, triệu chứng mệt mỏi sẽ chấm dứt. Bên cạnh ấy, bạn nên tăng cường luyện tập thể dục thể thao để tăng cường sức đề kháng cho cơ thể, cũng như tăng khả năng chống lại bệnh tật. Đặc biệt là dân văn phòng phải ngồi lâu, ít vận động, nguy cơ mắc các bệnh về mắt và xương khớp rất cao, càng phải tăng cường vận động. Ngoài ra, trong tháng có ngũ quỷ hung tinh ảnh hưởng, tuổi Mậu Ngọ nên hạn chế đi ra ngoài quá khuya, có thể gặp phải tai nạn, sự cố bất ngờ mà ngay bản thân cũng khó lý giải. Quý vị thân mến, mỗi tuần trong tháng lại có những biến động khác nhau, vậy nên ngay sau đây, Minh Đường Tử Vi sẽ đi vào phần luận giải tử vi chi tiết từng tuần trong tháng 8 âm lịch để mệnh chủ tuổi Mậu Ngọ có những kế hoạch phát triển cho riêng mình. Đầu tiên là tử vi tuần 1, tuổi Mậu Ngọ, tháng 8 âm lịch 2023. Xem tử vi tuần mới, tuổi Mậu Ngọ gặp khá nhiều điều không may, có thể là va vấp tai nạn, va chạm với người khác hoặc bị người khác tranh công cướp việc. Có tiểu nhân chơi xấu, vận trình không thuận lợi nên bạn cảm thấy rất uể oải, mất tinh thần, buồn bã suốt từ đầu tuần. Công việc khó chiều, có thất sát nên tính tình không được bình tĩnh, hay mắc sai lầm hoặc gặp sếp khó tính, thường xuyên bị la mắng. Tuy nhiên, bạn cũng có ưu điểm riêng là mạnh mẽ và xông xáo, dám nhận những công việc khó mà không nề hà, điểm này được ghi nhận và gây ấn tượng khá tốt. Tình duyên có chút trục trặc, thực thần lắm lời đưa chuyện, khiến mối quan hệ tự dưng mâu thuẫn, bạn và người ấy bị tác động bên ngoài mà hiểu lầm nhau không có được tiếng nói chung. Hai bên nên đối thoại trực tiếp thay vì nghe ngóng bên ngoài, thẳng thắn đối diện với nhau sẽ tốt hơn. Sức khỏe tuy không tốt lắm, nhưng bạn cũng không mắc phải bệnh nặng, chủ yếu là công việc bận rộn nên thân thể hơi suy nhược, cần nghỉ ngơi nhiều hơn. Cho mình có thời gian thư giãn để thân thể được thả lỏng, đừng tự tạo áp lực quá lớn, có sức khỏe thì hiệu quả công việc cũng sẽ được cải thiện hơn rất nhiều. Quý nhân, Dần, Mùi. Tiểu nhân, Dậu, Tý. Màu sắc may mắn, hồng, xám. Tử vi tuần 2, tuổi Mậu Ngọ, tháng 8 âm lịch 2023. Tử vi tuần mới của tuổi Mậu Ngọ nhìn chung phải thận trọng và chú ý đường xe cộ, tuần có chính quan, có tài lộc, nhưng quan chủ thị phi và tai nạn, không bị người khác gièm pha, cũng có va chạm ngã xe, người này tốt nhất nên ở đường quan lộc vận trình may mắn hanh thông. Chức vị và danh tiếng chắc chắn cũng tốt hơn tuần trước, theo đó tài lộc cũng khởi sắc, thu vào nhiều hơn chi. Sức khỏe cũng khá tốt, bạn biết cách vận động và nghỉ ngơi hợp lý, nên thân thể khỏe mạnh, tinh thần phấn chấn, đây là một trong những thế mạnh bản mệnh cần toàn tâm, toàn ý hết mình xây dựng sự nghiệp, cố gắng duy trì, nhưng thời gian này có quan thị phi, càng lên cao thì càng có nhiều kẻ thù. Bản mệnh phải hết sức chú ý, nhất là trong đầu tuần, có nhiều cuộc tụ xã giao, từng lời nói, hành động của bạn sẽ bị theo dõi và thổi phồng lên. Đường đi lại không thuận lợi, tránh xuất hành xa, thời điểm này, đường xá đông đúc, nhiều xe cộ đi lại, cô đi cũng không thể hanh thông, nên để vào dịp khác. Quý nhân, Tuất, Dần. Tiểu nhân, Dậu, Thân. Màu sắc may mắn, hồng, đỏ. Tử vi tuần 3, tuổi Mậu Ngọ, tháng 8 âm lịch 2023. Tử vi tuần mới báo người tuổi Mậu Ngọ ăn nên làm ra, phúc lộc vào nhà, gia trạch bình an, chuyện xấu không nhiều, chuyện tốt liên tiếp, tài lộc là phương diện hứng khởi nhất của bản mệnh. Có người mang quà, mang tiền đến tận nhà, trong túi lúc nào cũng rủng rỉnh, nhân dịp này, bạn hãy tích cóp cho mình một khoản tiết kiệm để chi dùng cho việc lớn trong thời gian tới. Có sự nghiệp đầu tuần đã khởi sắc, thiên tài có lợi cho người kinh doanh, vừa mở hàng, khai trương, đã có khách hàng, ký kết được hợp đồng hoặc giới thiệu được cơ hội đầu tư rất tốt, hứa hẹn nhiều thắng lợi. Tuy nhiên, tình cảm của bạn vẫn chưa được như ý, người độc thân vẫn tiếp tục một mình, có lẽ duyên số vẫn chưa mỉm cười với bạn, đừng buồn, hãy tận hưởng cuộc sống độc thân vui vẻ ngay hôm nay. Người này có lợi thế về đối nhân xử thế, các mối quan hệ đều sắc hài hòa và tốt đẹp. Nếu bạn vận dụng điều này và chuyện tình cảm cá nhân thì sẽ hanh thông hơn rất nhiều, thử xem nhé. Quý nhân, Mùi, Ngọ. Tiểu nhân, Tý, Dậu.
Màu sắc may mắn, cam, vàng. Cuối cùng là tử vi tuần 4, tuổi Mậu Ngọ, tháng 8 âm lịch 2023. Tử vi tuần cuối của tháng, người tuổi Mậu Ngọ hãy lưu ý tới tình cảm và sức khỏe, hai phương sẽ này của bạn không tốt, còn công việc và tài lộc đều thoải mái bình thường, muốn có đột phá trong vận trình, con giáp này cần phải tích cực, chủ động và cố gắng nhiều hơn nữa. Tuần có chính quan, sự nghiệp được nâng đỡ khá nhiều, nhất là những người làm việc văn phòng, hành chính, công nhân viên chức của cơ quan chính quy. Bạn sẽ có nhiều cơ hội để thể hiện khả năng với cấp trên, nên hãy tận dụng thật tốt, đừng lãng phí vận may hiếm có này bạn nhé. Nhờ làm việc thuận lợi nên tài lộc cũng không hề kém, mặc số thiên tài không có nhiều, nhưng bù lại nguồn chính tài của bạn sẽ vững vàng, ổn định, yên tâm công tác mà không phải lo lắng quá về tiền bạc. Khuyên tuổi này nên tập trung vào công việc chính, không nên tham lam mà làm một lúc nhiều việc dễ bị sao nhãng. Tuy nhiên, do bận rộn với công việc nên con giáp này không dành nhiều thời gian cũng như sự quan tâm cho chuyện tình cảm, khiến mối quan hệ lạnh nhạt và xuất hiện nhiều mâu thuẫn. Ngoài ra, sức khỏe của bạn cũng không tốt, do nghỉ ngơi không điều độ, hợp lý, dễ bị mệt mỏi và cảm thấy đau đầu, nhức mỏi thân thể. Quý nhân, Dần, Thìn. Tiểu nhân, Dậu, Hợi. Màu sắc may mắn, vàng, đen. Nhân sinh cảm ngộ. Quý vị thân mến, những người bất hiếu với cha mẹ cũng là một trong ba kiểu người bái Phật vô ích thì tự tay làm tiêu tan phúc lành của chính mình nhưng không lường được hậu quả mà việc ấy gây ra. Từ ngàn xưa, hiếu thảo được xem là nhân cách đạo đức hàng đầu, thiếu xà bách hạnh chi tiên, một người không thể được xem là hoàn thiện khi có nhiều đức tính tốt, nhưng khiếm khuyết là lòng hiếu thảo là hành động biết ơn và đền ơn đối với các bậc đã dày công sinh dưỡng, dạy dỗ mình nên người. Nếu không có ông bà, cha mẹ thì không có một ai trên cuộc đời này, cho nên tri ân báo ơn ông bà, mẹ cha là hành động có ý nghĩa hết sức thiêng liêng. Vâng, quý vị thân mến, vừa rồi là những chia sẻ rất tâm huyết đến từ ban biên tập chương trình về tử vi tháng 8 âm lịch năm Quý Mão 2023 cho người tuổi Mậu Ngọ, sinh năm 1978. Minh Đường Tử Vi rất mong rằng quý vị sẽ đón nhận được nhiều may mắn trong tháng mới và làm giàu cho bản thân mình, cho xã hội. Minh Đường Tử Vi vô cùng cảm ơn quý vị đã quan tâm và theo dõi chi tiết hết video của chúng tôi. Mọi ý kiến đóng góp và thông tin cần được tư vấn hỗ trợ, vui lòng comment ở bên dưới và bình luận. Ban biên tập chương trình sẽ tư vấn và giải đáp miễn phí cho quý vị trong thời gian sớm nhất. Mến chúc quý vị luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, giàu có và thành công hơn nữa trong cuộc sống của mình. Chương trình đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình lần sau.